chốt. Con đi con đúc đầu rồi. Hello, chào các bạn. Giới thiệu với các bạn, đây là Hồng Nguyên Trương. Vâng, và chiếc xe đạp mà bạn đã sở hữu. Và ngay bây giờ đây, bạn Trương sẽ giới thiệu cho các bạn về lịch sử của chiếc xe này và cách sử dụng. Xin chào các bạn, mình là John Rider Hồng Nguyên Trương, đến từ Sài Gòn, 17 tuổi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu chiếc Datsun MGB Dortmund lấy từ Phần Lan về, và công ty lấy về là 893 Distro từ Thái Lan, và có một chi nhánh ở Hà Nội. Nếu bạn còn gì thì cứ inbox mình. Và sau đây mình sẽ vô những vấn đề chính. Đó là cái khung, đây là dạng xe đạp đến từ nước ngoài. Nó lai tạo kết hợp từ dòng xe BMX và dòng xe địa hình MTB hay còn gọi là mountain bike. Dòng xe của mình gồm rất là cơ bản, nó không có líp đĩa đề nhiều, chỉ có hai bánh, một phụ, một bi đông, một thắng, một bổ tăng, một yên, một bút yên, một sên, một giò đĩa, một líp. Rất là đơn giản, và giá thành bây giờ có thể từ 15 triệu cho tới 18 triệu tùy người bán, tùy chỗ sẽ lấy về, nó tính thuế, nó tính ship, rất là nhiều điều phức tạp. Và bi đông này mình lấy thêm có giá trị là 1,4 triệu. Chiếc xe này rất là đẹp và nó sở hữu một kết cấu, những cái mối hàng và những cái tốt nhất mà công ty Dortmund đã đem lại cho mình. Khung của nó là Gamer 24, sử dụng bánh 24, vỏ Kenda đi dùng chiếc xe vỏ 2.3 Candy RM, mình đã chơi lâu rồi. Và trên đây đặc biệt nhớ chiếc xe, đó chính là hình Batman. Nó là thứ đặc biệt nhớ chiếc xe, nó là không có cái gì mà gọi là lầy hơn từ hãng này đem về. Mình chơi xe này cũng khá là lâu, và mình nhập từ về năm trước, và tổng cộng số tiền mình mất cũng phải gần 20 triệu, tính luôn 3 tiền ship tiền thuế. Nhưng mà hên cho mình á, mình được công ty á đã giảm được một phần tiền ship nào đó. Lên